mày cho bốn này. Anh có tô mày cho bốn này. Đây à? Ờ. Mày là bốn năm mình khỏe. Không, bốn đâu. Đi nào. Chào các bác nha. Hôm nay thì em giới thiệu các bác đó là một con xe ô tô 5 chỗ và đằng sau vẫn được vẫn chở hàng được các bác nhá. Đây. Anh em đang test xe. Về khối lượng hàng đằng sau thì bên em đã chở được 5 tạ các bác nhá. 5 tạ. Với khối lượng xe, trọng lượng xe thì nó rơi vào tầm 9 tạ các bác nhá. Nhưng mà đi vẫn rất là ok. Đây cắt đăng này. Tiến đi. Tiến đi. Cứ ấn ga mà đi thôi. Nên đứng thả côn hết à, thùng sau đó, thùng sau là chở hàng này các bác nhá, chở với một khối lượng cầu xe. Bên em chỉ ướm thử, xong rồi bên em chạy thử. Với khung của con này thì rất là chắc chắn các bác nhá. Máy thì bên em sử dụng máy 125cc, máy hạng dinh xe. Máy rất là khỏe. Và kết hợp một bộ số ô tô. Một bộ số ô tô 5 tiến một nồi. Ghế thì bên này mà chia hai khoang ghế các bác nhá. Một khoang trước. Và một khoang đằng sau. Bên này mà đang lên form. Hình thức này bên em chế để chở hàng, vừa chở hàng vận dụng trong công việc và vừa sử dụng để đi chơi các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên video của các bác nhá. Bên em chuyên nhận đóng xe và cung cấp phụ tùng cho các bác.